Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì xin chuyển đến các bạn bản tin bóng đá tối ngày hôm nay 11 tháng 2 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Hoàng Anh Gia Lai đã trải qua chuỗi trận đáng quên trong giai đoạn đầu mùa giải 2023-2024 khi chỉ giành được 5 điểm sau 8 trận và đứng cuối bảng tại V-League. Để cải thiện tình hình thì ban lãnh đạo đội bóng này đã lên kế hoạch mang về thêm những cầu thủ chất lượng trong giai đoạn 2. Sẽ có 4 cái tên chất lượng cập bến sân Pleiku, trong đó có thủ thành Việt Kiều đã khẳng định được tên tuổi tại V-League là thông tin đầu tiên trong bản tin tối ngày hôm nay. Tiếp đến thì mời các bạn đến với nội dung. Văn Khang chia sẻ cảm thấy sửng sốt và rất xúc động bởi hành động bất ngờ từ huấn luyện viên Philippe Djoudjé sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Iraq. Và cuối cùng thì mời các bạn đến với nội dung. Chờ đợi gì ở tuyển Việt Nam sau khoảng lặng Asian Cup? Mời các bạn cùng đón nghe. Sau thất bại tại Asian Cup, tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Djoudjé đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Vừa qua thì chiến lược gia người Pháp cũng đã trở về quê nhà và sẽ không ở lại đất nước Việt Nam để đón Tết âm lịch. Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết thì ông Philippe Djoudjé dự kiến sẽ trở về Việt Nam ngày 23 tháng 2. Như vậy là ông sẽ không kịp dự khán các trận đấu thuộc vòng 9 của V-League dự kiến diễn ra vào các ngày 17 và 18 tháng 2. Thay vào đó thì ông Philippe Djoudjé có thể sẽ đến sân Hàng Đẫy để theo dõi cuộc đụng độ giữa Hà Nội FC và thành phố Hồ Chí Minh thuộc vòng 10 của V-League diễn ra ngày 24 tháng 2. Sau đó hơn nửa tháng, ông thầy người Pháp sẽ công bố danh sách sơ bộ cho đội tuyển nhằm chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Cụ thể, chúng ta sẽ có hai cuộc tái đấu với địch thủ cạnh tranh trong khu vực là Indonesia để cạnh tranh một tấm vé đi tiếp. Đây là cơ hội để cho Việt Nam phục thù cho thất bại vừa qua tại Asian Cup trước thầy trò ông Shin Tae-yong. Năm 2024 là rất quan trọng với tuyển Việt Nam khi thầy trò ông Philippe Djoudjé vừa trên đường vươn ra châu Á với vòng loại World Cup 2022, vừa phải đòi lại vị thế ở Đông Nam Á với AFF Cup 2024. Vậy thì mong chờ gì ở đội tuyển Việt Nam sau khoảng lặng Asian Cup? Nếu không tính năm 2020 khi các giải quốc tế bị hoãn, hủy bởi dịch bệnh, cả hai năm chẵn gần nhất là 2018 và 2022 đều chứng kiến tín hiệu vui từ đội tuyển. Năm 2018 khởi đầu với chiến công về nhì ở giải U23 châu Á. Sau đó thì lứa cầu thủ vàng của huấn luyện viên Bang Sơ đã khéo léo kết hợp với lứa đàn anh bao gồm Văn Lâm, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hùng Dũng giúp cho tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 mở ra giai đoạn vinh quang chói lọi cho bóng đá nước nhà. Đến năm 2022, tuyển quốc gia lại khởi động bằng một món quà gửi đến người hâm mộ khi đánh bại tuyển Trung Quốc đúng ngày mùng 1 Tết tại sân Mỹ Đình và qua đó giành chiến thắng lịch sử ở vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Sau đó thì chúng ta hòa Nhật Bản với tỷ số kiên cường 1-1 và đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam hòa được Nhật Bản ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại một giải chính thức. Nếu những năm lẻ thường là vòng loại của bóng đá trẻ, năm chẵn luôn rạo rực với các vòng chung kết của các đội tuyển quốc gia lẫn lứa U23. Trong năm nay thì đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng loại thứ 2 của World Cup 2026 với hai trận quan trọng gặp Indonesia như đã nói ở trên. Đây là một trong những mục tiêu bắt buộc trong hợp đồng của VFF đã ký với ông Philippe Djoudjé. Bản thân ông Djoudjé cũng rất tự tin với cam kết này. Sau trận thua 0-1 trước Iraq hồi tháng 11 năm 2023 thì ông thầy người Pháp nhấn mạnh là Việt Nam hơn Indonesia 2 điểm và mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Mục tiêu của Việt Nam trong tháng tới là không để cho Indonesia vượt lên, tính toán bảo vệ ngôi nhì trước khi bước đến trận quyết định trong tháng 6. Tại AFF Cup 2024 vào cuối năm, chúng ta sẽ hướng đến việc đòi lại ngôi vương đã mất sau 2 giải liên tục gục ngã trước Thái Lan. Trong khi bóng đá Thái Lan hứa hẹn là chuyển mình mạnh mẽ với sự xuất hiện của Manapang trên chiếc ghế quyền lực là chủ tịch FAT, hàng loạt cầu thủ xuất ngoại như là Pania, Subachok cùng huấn luyện viên tài năng Masatada Isi trên bàn ghế chỉ đạo. Trong khi đó thì bóng đá Indonesia cũng thay máu lực lượng với dàn sao nhập tịch. Malaysia thì đang có lứa cầu thủ tốt lại được thổi hồn bởi quái kiệt Kim Văn Con. Việc đối thủ trỗi dậy khiến cho tuyển Việt Nam phải rất cố gắng để trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Cần nhớ là thời ông Park thì dù lứa cầu thủ giỏi, nhưng Việt Nam chỉ vô địch một lần trong 3 lần.
Khi đối thủ chạy đua rốt ráo thì các đội bóng ngày càng mạnh lên. Bóng đá Việt Nam cũng cần phải vạch rõ lộ trình cũng như là định hướng một cách rõ ràng. Chuyên gia Đoàn Minh Sương nhấn mạnh là lộ trình đó cần những mục tiêu cụ thể cho từng giải đấu, chiến lược trẻ hóa, tầm nhìn dài hạn và kế hoạch ngắn cũng như là trung hạn, đảm bảo thực hiện một cách thông suốt thay vì là cách dùng người là có phần rối rắm và khó đoán như thời gian qua của ông Philippe Rougier. Tuy nhiên thì trọng tâm phát triển đội tuyển vẫn thuộc quyền ông Philippe Rougier. Chiến lược gia người Pháp đã có 4 năm nghiên cứu bóng đá Việt Nam, huấn luyện cấp độ trẻ U19 rồi có thêm 1 năm thử nghiệm cùng đội tuyển quốc gia. Dù năm âm lịch 2023 với bóng đá Việt Nam có lẽ là buồn nhiều hơn là vui, nhưng nhìn nhận một cách thực tế, đội tuyển của chúng ta đã bước qua thời kỳ đỉnh cao và phải chấp nhận một giai đoạn xuống dốc rồi mới ngược trở lại. Vấn đề là ở giai đoạn đi xuống đó, ông Philippe Rougier cùng các học trò học được điều gì và có điều chỉnh gì cho phù hợp về lối chơi cũng như con người, hay lại đánh cược một lúc nào đó sẽ có người đáp ứng được lối chơi. Việc tận dụng di sản của ông Park sẽ làm ra sao, liệu có củng cố hay không, hay cứ phải nhất định sử dụng những cầu thủ mới để ghi dấu ấn? Đó là câu hỏi đặt ra cho ông Philippe Rougier. Hy vọng là khoảng lặng ngắn ngủi sau Asian Cup sẽ giúp cho ông thầy người Pháp bình tâm lại và sáng suốt hơn. Việc được đảm bảo vị trí sau một đoạn giải đấu không tốt là cơ hội VFF trao cho chiến lược gia này. Đội tuyển Việt Nam cần phải khoác một lớp áo mới trong năm mới để trở lại đường đua. Đây có lẽ là năm đầy thách thức cho ông thầy người Pháp Philippe Rougier. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, Bầu Thụy được cho là sẽ chi khoản tiền lớn để đưa 4 ngôi sao của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sang Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn 2 của V-League năm nay. Hoàng Anh Gia Lai hiện là trải qua chuỗi trận đáng quên trong giai đoạn đầu của V-League năm nay khi chỉ giành được 5 điểm sau 8 trận và đứng cuối bảng xếp hạng V-League. Không những vậy thì đội bóng này cũng để cho huấn luyện viên Kia De Sắc chuyển sang làm việc ở câu lạc bộ Công an Hà Nội. Để cải thiện tình hình thì ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai đã lên kế hoạch mang về thêm những cầu thủ chất lượng trong giai đoạn 2. Theo đó thì một số nguồn tin cho biết là Bầu Thụy chuẩn bị vung tiền để đưa 4 cầu thủ bao gồm thủ thành Patrick Lê Giang, hậu vệ Nguyễn Minh Tùng, tiền vệ Sầm Ngọc Đức và hậu vệ Bùi Ngọc Long của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh về với Hoàng Anh Gia Lai. Trong số này thì Patrick Lê Giang và Sầm Ngọc Đức hiện đang là cầu thủ thuộc biên chế của Công an Hà Nội, khoác áo Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn. Minh Tùng và Ngọc Long cũng còn hợp đồng đến hết mùa giải này với đội chủ sân Thống Nhất. Một điểm đáng chú ý khác là 4 cầu thủ nói trên đều là trụ cột của Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa này. Trước đó thì khi nói về việc Công an Hà Nội muốn lấy lại thủ thành Việt Kiều Patrick Lê Giang cho Hoàng Anh Gia Lai mượn, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã tỏ ra khá bức xúc. Nếu Công an Hà Nội lấy thủ thành Lê Giang về sớm cho đội dùng thì không nói làm gì, chứ nếu họ lấy về cho Hoàng Anh Gia Lai mượn thì khó có thể chấp nhận được. Vì như thế, V-League lại có thêm chuyện một ông chủ nhiều đội bóng. Bản thân Patrick Lê Giang cũng rất muốn ở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phùng Thanh Phương cho biết. Hồi đầu mùa giải năm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh đã gây bất ngờ khi khẳng định là đang đàm phán hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng sau cùng thì vì nhiều lý do nên thương vụ này đã đổ bể và Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chọn Phùng Thanh Phương làm thuyền trưởng của câu lạc bộ. Mới đây thì tiền vệ Khuất Văn Khang cho biết là anh cảm thấy sửng sốt và rất xúc động bởi hành động bất ngờ từ huấn luyện viên Philippe Rougier sau hiệp 1 trận gặp Iraq. Ở trận thua Iraq, tiền vệ Khuất Văn Khang có ngày thi đấu đáng quên khi nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Thậm chí là Văn Khang còn vắng mặt ở trận Việt Nam gặp Indonesia thuộc vòng loại thứ 2 của World Cup 2026 sau phán quyết mới đây nhất từ AFC. Mới đây thì chia sẻ của Khuất Văn Khang trên tờ Thanh Niên cho biết, sau hiệp 1, ông thầy người Pháp đã không hề trách cứ cầu thủ này mà chỉ tập trung trao đổi cùng đội bóng để chuẩn bị cho những kịch bản trong hiệp 2. Cụ thể, Văn Khang cho biết, khi đó thì tôi cực kỳ thất vọng và tự trách bản thân mình vì chiếc thẻ đỏ đã làm mất lợi thế quý giá sau bàn mở tỷ số của Việt Anh và toàn đội đã tạo ra ở hiệp 1. Đầu óc của tôi tràn ngập cảm xúc hỗn loạn khi bước vào đường hầm và phòng thay đồ, không biết điều gì sẽ chờ đợi mình trong buổi họp toàn đội. Thậm chí sẵn sàng cho kịch bản được đặt vào chế độ là máy xe tóc. Nhưng tôi không tài nào hình dung được phản ứng của huấn luyện viên Philippe Rougier khi ông không đề cập một lời nào về tình huống của tôi và chỉ tập trung chuẩn bị cùng đội tuyển cho các kịch bản của hiệp 2.
Sau trận đấu thì ông Philippe Jouzier cũng không đề cập gì đến chuyện này. Điều này đã khiến tôi sửng sốt và thực sự là rất xúc động. Tôi hiểu rằng là ông Philippe Jouzier đang cố gắng giúp đỡ tôi để tôi có thể tự mình vượt qua những cảm xúc tiêu cực, để bình tĩnh nhìn lại bản thân và học thật kỹ bài học này. Năm nay thì Văn Khang hướng đến những kết quả tích cực cùng đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup sau Asian Cup. Còn tại câu lạc bộ thì cầu thủ này sẽ hội quân cùng Thể Công Viettel vào ngày 3 Tết. Thể Công Viettel sẽ có trận giao hữu với Nam Định trước khi bước vào quãng nghỉ Tết Nguyên đán. Khi trở lại V-League thì Văn Khang và đồng đội sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.